Hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho các bác những cái mẫu xe mà đang được các bác quan tâm nhất trong cái dàn xe của xe đạp An Tâm. Và bên nhà em thì là một đại lý chuyên cung cấp cho các bác những cái mẫu xe đạp thể thao, từ xe đạp tay ngang này đến xe đạp tay đua, từ bình dân cho đến tầm trung cho đến cao cấp, thì bên nhà em cũng đã cập nhật được khá là nhiều mẫu để phục vụ tất cả các bác rồi. Và bác nào đang có nhu cầu về xe thì các bác có thể là alo em này, hoặc là kết nối Zalo ở phía bên trên đây để em có thể tư vấn được cho các bác kỹ hơn về các dòng xe, cũng như là về cấu hình này, về nói chung là về tất cả các mẫu xe mà các bác đang quan tâm. Và trước khi đi vào giới thiệu về xe thì bên nhà em cũng xin phép đưa tới các bác cái phương thức giao dịch cũng như là mua bán của bên đại lý xe đạp An Tâm. Thì bên nhà em đối với những cái mẫu xe với mức giá ở tầm bình dân và tầm trung, nói chung là từ những cái mẫu xe phân khúc giá từ 11 triệu đổ lại, thì các bác mua xe thì các bác sẽ không cần phải đặt cọc. Bên nhà em sẽ gửi xe tận nhà cho các bác. Việc của các bác chỉ việc là có nhu cầu thực sự về xe thì các bác chỉ việc lên số điện thoại hoặc là alo bên em để có thể là đặt xe này. Khi các bác đã có đơn rồi thì bên nhà em sẽ gửi xe đi trong ngày luôn. Và đối với những bản xe như vậy thì tất cả các bản xe bên nhà em khi gửi tới tay các bác thì các bác có quyền mở xe ra, kiểm tra xe thoải mái giúp em. Đúng cấu hình xe này, đúng mẫu mã xe, đúng như những lời em đang giới thiệu ở trên video đây, thì lúc đấy các bác mới phải nhận xe và thanh toán tiền cho bên vận chuyển giúp em nhé. Và đối với những bản xe với phân khúc giá từ 12 triệu đổ lên thì các bác mua xe, không chỉ em mà tất cả các đại lý khác khi các bác mua xe thì đều nguyên tắc là phải đặt cọc. Thì cái tiền đặt cọc của bên nhà em thì nó cũng sẽ không nhiều đâu. Thì bên nhà em đặt cọc tối thiểu là 500.000. Đấy là do tùy các bác có thể đặt cọc 500 này, 1 triệu hoặc là 1 triệu rưỡi, 2 triệu, thì đấy là tùy vào các bác. Thì tối thiểu là 500.000 thì bên nhà em mới gửi xe nhá. Và bác nào mà đã có đơn xe rồi thì các bác muốn đổi màu sắc xe này, đổi size số hoặc là đổi dòng xe, thì các bác vui lòng đổi giúp em trước 4:30 để bên nhà em có thể hỗ trợ cũng như là đổi size, đổi xe cho các bác một cách ok nhất. Bởi vì là sau 4:30 thì bên vận chuyển thì họ sẽ tới lấy hàng và đơn của các bác đang được vận chuyển rồi, thì lúc đấy các bác muốn đổi xe hay đổi sai số thì lúc đấy rất là khó. Và bên nhà em sẽ gửi qua đường Viettel Post, em sẽ ship COD 63 tỉnh thành cả nước luôn. Dù các bác ở đâu thì bên nhà em vẫn sẽ gửi xe tận nhà được cho các bác luôn nhá. Đó là em chia sẻ cho các bác một chút về cái phương thức giao dịch cũng như là mua bán của đại lý xe đạp An Tâm. Và ngày hôm nay thì em xin phép đưa tới cho các bác 3 mẫu xe đạp tay đua. Thì hai bản Sava và một bản Twitter để các bác đây là những cái dòng xe mà dạo gần đây các bác đang quan tâm rất là nhiều, thì em cũng xin phép là lên một chiếc video để giới thiệu đến các bác những cái mẫu xe như thế này. Bản đầu tiên em giới thiệu đến cho các bác đó là Sava Whirlwind 8 hay còn gọi là Phong Chiến 8. Một bản xe đã ra đời cũng khá là lâu rồi nhưng mà đẳng cấp cũng như là tiếng vang của nó vẫn đang được các bác yêu thích cái bản xe này rất là nhiều luôn. Thì hiện tại bên nhà em đang còn là size 50 và còn hai màu, đó là màu đỏ trắng này và màu xanh vàng để các bác có thể lựa chọn. Bản xe này đẳng cấp thì không ai có thể chối cãi được về cái độ đẳng cấp cũng như là độ xịn sò của dòng xe này rồi. Đẳng cấp hay không, xịn sò hay không thì phải là các bác là người thẩm thì các bác mới hiểu hết được. Còn em thì chỉ là người bán hàng thôi và em là người review cho các bác thôi, thế nên là dùng lời của em thì không thể nào miêu tả được hết cái sự xịn sò cũng như là vẻ đẹp của con này được đâu. Bản này thì là một bản xe quá là đẳng cấp rồi. Thiết kế của nó thì sẽ là full carbon Touré T800, một chất liệu tạo nên một con xe đã quá là đẳng cấp rồi. Bản này thiết kế full carbon thế nên là trọng lượng của nó cũng sẽ rất là nhẹ thôi. Con này 8kg nha các bác. Con này 8kg giúp em. Thiết kế của nó thì sẽ là khung sườn này, potang ghi đông này, fork đằng trước, vành, cọc yên thì sẽ là carbon Touré T800 này. Và bản này thì ghi đông thì được thiết kế theo dạng dẹt như thế này, thiết kế theo dáng khí động học để các bác đi xe thì sẽ chịu lực cản gió của nó ít hơn, thì đi xe sẽ đạt được tốc độ cao hơn rất là nhiều. Bản này là bản cao cấp rồi, thế nên là chỉn chu cho các bác từ những cái chi tiết nhỏ nhất, từ những dây da uốn ở ghi đông như thế này đã được chỉn chu cho các bác từ những cái chi tiết nhỏ hết rồi. Nó chi tiết thì rất là sắc nét luôn, và khung sườn tất cả các chi tiết của nó thì được cắt gọt rất là đã mắt luôn ạ. Tay đè của bản này chuyển sang sử dụng là tay đè lắc với hai phần lưỡi gà to để lên vít này, lưỡi gà nhỏ để xuống lip, và tích hợp cùng phanh 3-1 cho các bác để các bác đi trên đường, các bác tăng tốc này, các bác giảm tốc độ hoặc là các bác xử lý tình huống trên đường thì rất là nhanh chóng luôn, được không ạ? Phanh của bản này sẽ được trang bị là phanh cơ bóp vành. Đấy, một bản phanh an toàn và chính xác, phanh cũng rất là xịn sò nha các bác. Phanh Shimano 105R7000, fork đằng trước thì sẽ là fork carbon. Vành của bản này thì sẽ là vành carbon Touré T800 5 xăng nha các bác. Đối với cái bản này, vành thì là vành 5 xăng, thế nên là các bác đi xe thì cái độ hầm hố của xe này, cái độ khỏe khoắn của xe này nó sẽ được nâng lên cao rất là nhiều. Vành 5 xăng carbon nha các bác, nan hoa dạng tròn này. Và bản này thì sẽ mang lốp Continental Ultra Sport với thông số là 700x25C. Và lốp của dòng này thì sẽ là lốp có xăm bơm hơi luôn nha các bác.
bánh đằng trước sau thì đều được trang bị là trục tháo nhanh đùm nhôm của Novatec nha các bác. Đấy, rất là xịn sò luôn đúng không ạ? Bản này là một bản đẳng cấp rồi, thế nên là tất cả những chi tiết của nó đều rất là chỉn chu và chọn lựa cho các bác những cái bộ chuyển động nó cao cấp nhất. Bộ chuyển động của bản này thì sẽ bao gồm là 2 tầng đĩa ở phía trước và 11 tầng lít thả ở phía sau. Bi bạc đạn, trang bị groupset Shimano 105R7000 8 món, bao gồm là tay đè này, phanh trước và sau này, bộ đùi đĩa, chuyển lít đến từ nhà Shimano 105R7000 nha các bác. Một bộ chuyển động đã rất là đẳng cấp luôn rồi đúng không ạ? Và bản này chuyển sang sử dụng bi bạc đạn và bộ chuyển động rất là ok, thế nên là độ trớn của bản xe này đạt được thì nó sẽ rất là cao. Và còn được trang bị cho các bác là một bộ đùm nổ nữa, được không ạ? Bác nào mà đang yêu thích những cái dòng xe đạp đua trang bị cái bộ đùm nổ thì các bác có thể quan tâm ngay đến cái bản xe này giúp em. Nó là một đẳng cấp của dòng xe đạp đua luôn rồi. Sava là một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Đức, dẫn đầu trong cái công cuộc sản xuất ra những cái dòng xe đạp đua như thế này. Bản này khung sườn cũng như là thiết kế từ bộ chuyển động nó cũng đã rất là đẳng cấp rồi. Bản này thì hiện tại bên nhà em đang đưa tới các bác giá niêm yết từ công ty, giá là 29 triệu. Bên nhà em sẽ miễn phí giao hàng tận nhà 63 tỉnh thành cả nước, tặng kèm cho các bác những phụ kiện đi kèm theo xe. Phụ kiện đối với bản này thì em sẽ tặng kèm cho các bác là gọng bình này, bình nước này, đèn chiếu sáng, đèn hậu và thêm một bộ dựng xe ở phía sau để các bác có thể là dựng xe nó ok và thuận tiện hơn rất là nhiều, được không ạ? Hai màu và size là size 50 nha các bác. Bây giờ thì em sẽ chuyển sang mẫu xe tiếp theo. Mẫu xe tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác thì cũng sẽ là một bản xe đạp tay đua, cũng đến từ thương hiệu Sava nha các bác. Bản này thì sẽ là sự ra đời sau mới đây thôi. Bản này thì ra đời mới đây thôi và được các bác đón nhận rất là nhiều. Dòng này thì ra hai size, đó là size 44 và size 47. Hiện tại thì bên nhà em đang còn bản thường. Dòng này thì em giới thiệu tới các bác con này là Sava X9 nhá. Sava X9 bản thường. Dòng này thì hiện tại bên nhà em đang còn là màu đen này và màu bạc titan. Còn hai size đó là size 44 và size 47. Bác nào cần được tư vấn kỹ hơn về màu sắc của xe cũng như là về size số thì các bác có thể alo trực tiếp với em để có thể được tư vấn kỹ hơn nhá. Thì về bản này thì nó ra đời cách đây cũng không lâu, cách đây tầm khoảng 1 tháng thôi, nhưng mà nó đang được các bác săn đón cũng như là đón nhận cái bản xe này rất là nhiều. Dòng này thì sẽ được thiết kế bản thường ạ. Bản này là bản thường, thế nên là khung sườn này, fork đằng trước và cọc yên thì sẽ là carbon Toray T800, một chất liệu cũng rất là đẳng cấp luôn rồi đúng không ạ? Pô tăng và ghi đông thì sẽ là liền và sẽ là bằng nhôm nha các bác. Thiết kế dáng theo đầu cá mập này, thiết kế đầu dáng cá mập rất là đẹp luôn. Và thiết kế theo dáng khí động học để các bác đi xe sẽ đạt được tốc độ cao hơn. Tay đè sử dụng là tay đè lắc với hai phần lưỡi gà to bên ngoài này, lưỡi gà nhỏ bên trong và tích hợp cùng phanh cho các bác. Ghi đông đã được uốn sẵn một lớp dây uốn rồi. Các bác đi xe sẽ không bao giờ lo cái vấn đề bị trơn tay hay là bị bám mồ hôi. Dòng này thì sẽ được trang bị là phanh đĩa củ dầu nha các bác. Một bản phanh rất là an toàn và rất là chính xác luôn. Bóp cũng sẽ rất là nhẹ luôn nha các bác. Đấy, vành của bản này thì sẽ là vành nhôm 3 xăng chính hãng đến từ nhà Sava luôn. Nan hoa dạng tròn này, lốp Continental. Lốp Continental Ultra Sport với thông số là 700x25C và có xăm bơm hơi nha các bác. Đùm trước sau thì sẽ là đùm nhôm chính hãng đến từ nhà Shimano. Dòng này thì mới ra đời thế nên là nó sẽ được cải tiến rất là nhiều, độ tinh tế của nó sẽ rất là cao. Dây sẽ được đi âm sườn và âm khung, âm trong tay lái toàn bộ luôn. Nhìn vào một con xe này rất là gọn gàng, rất là đẹp đúng không ạ? Dòng này sẽ mang bộ chuyển động bao gồm là 2 tầng đĩa ở phía trước và 11 tầng lít thả ở phía sau. Bi bạc đạn và trang bị bộ chuyển động Shimano 105R7000 4 món, bao gồm là tay đè này, bộ đùi đĩa này, chuyển đĩa, chuyển lít đến từ Shimano 105R7000 và một món Shimano đó là đùm trước và sau nha các bác. Trang bị bi bạc đạn thế nên là dòng này chạy cũng sẽ rất là trớn luôn. Đấy, các bác có thể quan sát độ trớn qua video nhé. Đùm cũng sẽ nổ tương đối. Dòng này thì còn được trang bị thêm, còn được cấp chứng chỉ UCI nha các bác. Đây là một chứng chỉ để có thể là chứng nhận một bản xe đã đủ tiêu chuẩn cũng như là đủ tiêu chuẩn để tham gia các giải đua rồi nha các bác. Nó sẽ được in ở trên cọc đứng của xe và phuộc đằng trước của xe. Đấy, các bác có thể camera có thể zoom gần vào cho các bác để các bác có thể xem về độ xịn sò của bạn này nhé. Đấy, tem chứng chỉ UCI và trên khung sườn thì đã in rất là nhiều những cái thông số của xe và chất liệu của xe đây rồi. Đấy, bản này thì hiện tại thì bên nhà em đang có là hai màu, đó là màu đen và màu bạc titan, có hai size 44 và 47. Giá em đang đưa tới các bác giá niêm yết từ công ty, giá là 20 triệu 900. Bên nhà em sẽ miễn phí giao hàng tận nhà, tặng kèm cho các bác là đầy đủ phụ kiện xe, được không ạ? Yên thiết kế dáng cũng rất là ok luôn này. Bây giờ thì em sẽ qua mẫu xe cuối cùng của video của em ngày hôm nay nhé. Mẫu xe tiếp theo trong video của em ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một bản xe mà các bác ở em rất là nhiều, thế nên là em đã cập nhật thêm cho các bác về mẫu này rồi. Mẫu này thì hiện tại bên nhà em đang có size 44, size 46 và size 48 nha các bác.
Các bác có đoán ra đây được là bản xe gì không ạ? Đây là Twitter R5 RS22, một bản xe cũng đẳng cấp không kém. Giá thành của nó cũng sẽ rất là ok nha các bác. Bản này thì sẽ là khung sườn này, phục đằng trước, ghi đông và cọc yên thì sẽ là carbon fiber nha các bác. Một chất liệu cũng đã rất là đẳng cấp rồi, đúng không ạ? Bản này thì pô tăng và ghi đông liền carbon này. Ghi đông đã được uốn sẵn một lớp dây uốn cho các bác rồi. Dáng ghi đông làm cũng sẽ rất là đẹp và rất là thể thao. Tay đè thì cũng chuyển sang sử dụng là tay đè lắc với hai chế độ cho các bác luôn này. Tích hợp cùng phanh 3 trong 1 nha các bác. Thế nên là các bác đi xe thì sẽ rất là dễ, cũng như là xử lý tình huống sẽ rất là nhanh. Dòng này sẽ trang bị là phanh đĩa dầu nha các bác. Đấy, một bản phanh an toàn chính xác và bóp cũng sẽ rất là nhẹ luôn. Lốp của vành của dòng này thì sẽ là vành nhôm 4 xăng nha các bác, vành nhôm 4 xăng. Và lốp thì sẽ trang bị là lốp Innova 700x25C, 700x28C nha các bác. Đùm trước sau thì sẽ là nhôm, bánh trước sau thì đều được trang bị là trục tháo nhanh. Dòng này sẽ bao gồm là 2 tầng đĩa phía trước và 11 tầng lít thả ở phía sau. Bi bạc đạn, trục rỗng, đùi đĩa nhôm nha các bác. Và bộ chuyển động của nó, chuyển đĩa chuyển lít thì sẽ đến từ Rechopec nha các bác. Dòng này thì ngoài ra thì còn được trang bị một bộ đùm nổ cho các bác. Và bi thì đã chuyển sang sử dụng là bi bạc đạn rồi, thế nên độ chướng của nó đạt được sẽ rất là cao. Các bác thấy độ nổ của đùm của con này thế nào ạ? Rất là ok luôn, đúng không các bác? Và size của xe thì sẽ được in ở trên cọc đứng như thế này, thì các bác có thể lựa chọn màu và lựa chọn size phù hợp với mình. Bản xe này thì bên nhà em giá thì sẽ là giá có fix, thế nên là bác nào cần được tư vấn kỹ về xe này cũng như là có thể là trao đổi về xe thì các bác có thể alo trực tiếp với em hoặc là kết nối Zalo số em để phía bên trên đây để được bên nhà em tư vấn cũng như là trao đổi về xe nhiều hơn nhé. Bản này thì hiện tại bên nhà em đang có 2 size là size 46 và size 48. Bác nào cần size 50 thì cứ alo trực tiếp với em để có thể được tư vấn kỹ hơn nhé. Và video của em ngày hôm nay thì đã lên cho các bác 3 mẫu xe đạp đua mà hiện tại các bác đang quan tâm nhiều nhất. Bác nào đang có nhu cầu về 3 mẫu xe này muốn được tư vấn kỹ hoặc là chốt xe rồi thì các bác có thể alo em. Và video của em hôm nay em xin phép được kết thúc ở đây. Bác nào mà đã xem đến đoạn này của em thì chắc chắn là đã rất là yêu quý kênh và yêu quý em và đang rất là quan tâm đến các mẫu xe bên nhà em rồi thì các bác hãy nhớ cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và ấn vào chiếc chuông ở phía bên dưới để nhận được những thông báo mới nhất về video của bên nhà em đăng tải nhá. Cảm ơn các bác đã xem hết video của em ạ.